Ancator xây nhà cùng bạn. Kênh Ancator rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì giới thiệu các bạn một tòa lâu đài đang tiến hành xây dựng được 70% rồi các bạn nhé. Công trình tòa lâu đài này gồm có 3 tầng. Thì các bạn đang cứ quan sát, tôi đang view cho các bạn phần... các bạn tôi đang ở trên phần mái chóp hình cầu tròn ở phía trên và ở phía ngoài cho các bạn quan sát cận cảnh công trình đang bước vào xây dựng được 70% rồi các bạn nhé. Đây, ngón tay tôi chỉ đấy, trên cái đầu của cái tháp tròn đó sẽ có một cái hệ thống tán sét các bạn nhé, và cái kim thu lôi sét này thì được lắp trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài. Và đây thì chúng ta sẽ được quan sát gần nhất cái phần tiếp cận cái khu vực của lâu đài. Đây được sử dụng cái ngói này, ngói mũi hài các bạn nhé, màu xanh đó. Ngói mũi hài được xếp chồng lên nhau tạo ra các cái vẩy của cái không gian hệ mái của công trình. Đây là cái phần phía ngoài, khuôn viên các cái phào chỉ cắt đắp rất là gọn gàng, đang ở cái phần thô các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong để quan sát cái phần cuốn vòm ở phía trên. Đây các bạn, đấy, cái phần mái vòm nhìn câu này, các bạn nhìn được đánh rất là tròn và có ba cái ô thoáng, ba cái ô thoáng để lấy ánh sáng vào bên trong công trình. Đường kính của cái phần vòm tròn này là 3m6 các bạn nhé, 3m6. Đó, tôi ghi bạn. Sau này thì các cái vị trí bao cửa sổ thoáng nó sẽ có các cái ánh đèn để lắp ở phía trên. Thì phần phía trên của cái lâu đài này thì sử dụng sẽ là cái không gian ngắm ở cái góc view này, là góc view chúng ta đi lên trên chóp của đàn, thì đây là không gian để chúng ta các bạn thì trèo lên, chúng ta lên trận mái phía trên. Tôi sẽ đứng ở vị trí cao nhất để view cho các bạn nhìn nào. Đó. Đấy, các bạn nhìn tại cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được cái phần phần này, phần phía đằng sau lâu đài rồi các bạn nhé, phía đằng sau rồi thì có để sử dụng tét nước rồi các thứ không gian. Đây là phía đằng sau của lâu đài. Còn phía đằng trước thì các bạn tôi vừa đứng ở phía ngoài view cho các bạn nhìn ấy. Đây là phía đằng trước. Đây cái không gian này thì các bạn sẽ nhìn cái phần cuốn vòm và các cái ô phình ra để chúng ta đắp các cái hệ thống cái ngói vẩy màu xanh nhé các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ đi xuống phía dưới, thì tôi đang ở phần phía cao nhất của lâu đài, thì các bạn ra cái lối này thì chúng ta sẽ đi xuống cầu thang xuống cái tầng 3, tính từ dưới lên thì tầng xuống tầng 3 nhé các bạn nhé. Đấy, đây là cái hành lang tôi đi lối ra cái phần mái của lâu đài. Bây giờ mà các bạn chúng ta sẽ xuống phía dưới để khám phá cái không gian chia phòng như thế nào nhé các bạn nhé. Thế thì ở đây thì các bạn sẽ nhìn từ vị trí này, chúng ta sẽ nhìn lên trên đó. Tôi sẽ view lại xuống phía dưới để cho các bạn quan sát khu vực cầu thang. Ở cái tầng 3 này thì gồm có 3 phòng, một phòng thờ và hai phòng ngủ các bạn nhé, một phòng thờ và hai phòng ngủ. Thì khu vực thẳng cái ô cửa đấy, ngón tay chỉ đấy là khu vực phòng thờ. Và các bạn sẽ khám phá cái không gian. Công trình đang xây dựng phần thô cho nên là chúng ta sẽ nhìn qua. Đây là cái phía ban công phía ngoài, sau này được thiết kế là cái không gian vườn ở phía ngoài ở trên tầng 3. Đấy, đây là cái không gian khu vực thờ, cuốn vòm rồi các cái không gian. Thì ở cái tầng 3 này thì có một phòng thờ và hai phòng ngủ các bạn nhé, và có một cái ban công rất là rộng để chúng ta. Đây, tôi đang đi ra phía ngoài ban công. Đây sẽ sau này là cái khu vực ban công này thì có thể trồng lan và hoa ở phía trên của lâu đài. Và từ vị trí này thì cái vị trí mà khu vực phòng thờ đắp ô và các cái cuốn vòm, tất cả những cái họa tiết hoa văn kia thì là đúc sẵn rồi các bạn nhé. Đấy, chúng ta chỉ gắn theo cái phần cung đi theo thôi. Đấy, còn có những cái họa tiết hoa văn ở phía đằng cột đây thì các bạn nhìn đấy là đắp bằng tay. Còn đây những cái đấy tôi view gần các bạn, đấy những cái này là có sẵn rồi, chúng ta chỉ gắn và bắt fit vào thôi. Đó.
cái đấy là đúc sẵn rồi, có sẵn rồi các bạn ấy. Thì các bạn nhìn lâu đài rất là cầu kỳ phức tạp, nhưng mà khi chúng ta có những cái họa tiết hoa văn đúc sẵn như thế thì chúng ta gắn vào thì tạo ra cái điểm nhấn không gian. Còn những cái đường kia thì chúng ta phải cắt các cái hình cong cong cong, đó là các bạn phải dùng thợ cắt vào một số cái họa tiết hoa văn thì chúng ta đắp vẽ riêng. Còn đa số là chúng ta sử dụng các cái họa tiết hoa văn có sẵn. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đấy là phía ngoài này, thì ở đây chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Đây phòng ngủ master, đây là không gian phòng vệ sinh phía ngoài. Đây phòng ngủ master này, phòng ngủ master này thì cũng có cái phòng vệ sinh đấy, ngón tay tôi chỉ đó, khu vực phòng vệ sinh. Diện tích phòng này là 18 m². Còn đây một cái phòng nữa, phòng này gia đình có thể sử dụng làm phòng ngủ và chủ đầu tư có thể chia sẻ là có thể là phòng hát karaoke ở bên cạnh khu vực phòng thờ các bạn nhé. Thì đấy là hai cái phương án có thể khi sử dụng cái phòng này là phòng hát karaoke. Vì ở dưới tầng 2 thì chúng ta sẽ có thêm các không gian nữa. Với cái công trình tòa lâu đài thì chúng ta sẽ chia được nhiều các không gian phòng, cho nên là cái việc sử dụng các cái công năng làm sao cho nó hợp lý ở những cái tòa lâu đài thì các bạn có thể quan sát. Đây chúng ta đang đi xuống dưới tầng 2, vừa rồi đây là trên tầng 3 các bạn nhé. Thì cũng có một phòng thờ và hai phòng ngủ, có một phòng ngủ đang cư vân vân thì có thể làm phòng hát karaoke. Giờ các bạn sẽ xuống dưới tầng 2. Tương tự ở trên tầng 3 thì tầng 2 cũng gồm có 3 phòng các bạn nhé. Đó, gồm có 3 phòng và cũng có một cái ban công. Thế thì với cái kiến trúc của cái không gian các căn biệt thự thì các bạn thấy là các không gian phòng rộng rãi và thoáng lấy không gian. Đây là một phòng ngủ nữa ở dưới không gian phòng thờ, phòng này có 16,5 m². Đấy cái phòng vệ sinh ở khu cầu thang. Đây có phòng ngủ nữa này, phòng ngủ này diện tích là 18 m². Đó, đây cũng phòng ngủ nữa. Đấy, các bạn nhìn. Thì cái không gian phòng tầng trên nào thì tầng dưới tương tự như vậy. Và cái công năng sử dụng thì dưới này sẽ 3 phòng ngủ và có một cái không gian view ở phía ngoài. Đó. Tôi sẽ đi ra cái không gian phía ngoài cho các bạn quan sát. Đây, cái ô cửa này sẽ là cái không gian ban công phía ngoài chung. Thì phòng này thiết kế là phòng đọc sách, cái phòng thư giãn, phòng thể thao các bạn nhé, để ra có cái góc view rất là rộng ra phía ngoài cái không gian. Thì cái phòng phía ngoài này thì các bạn nhìn ở phía trên thì chúng ta có góc view rồi, phòng này cũng tương tự như vậy. Ở dưới tầng 2 thì có cái không gian này là không gian sinh hoạt chung. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới tầng 1 đấy nhé. Các bạn ở tầng 2 này có 3 phòng và một cái không gian khu vực đọc sách và view, có thể tập thể dục thể thao. Bây giờ chúng ta xuống dưới cái phòng dưới tầng 1 thì các bạn quan sát ở dưới tầng 1 xem là gồm có những cái không gian nào để đang view lên trên cho các bạn. Thế ở dưới tầng 1 này thì các bạn sẽ được quan sát, được xem những cái công năng thiết kế sao. Ở dưới tầng 1 sẽ không gian rất là rộng để làm phòng khách kết hợp với khu vực phòng bếp. Đó, không gian mở cùng với gara ô tô. Đây thì tôi đang view cho các bạn, đây là không gian bếp. Đó, không gian bếp. Ở trên không gian bếp này thì là toàn không gian đọc sách và không gian khu thể thao thôi nhé. Đấy, và cái gara ô tô. Đây là vẫn là cái không gian bếp thì các bạn sẽ view đây. Đấy, cái gara ô tô. Chúng ta đi thẳng vào đây, và ở đây có một cái phòng vệ sinh thì chúng ta có thể đi ô tô vào đây, chân tay bẩn qua phòng vệ sinh rửa giấy, sau đó chúng ta mới đi vào bên trong nhà. Thì ở dưới tầng 1 sẽ có một phòng ngủ. Đó các bạn, đây là có một phòng ngủ này, phòng ngủ master có phòng vệ sinh bên trong luôn, và dành chọn cái không gian rộng rãi để khu phòng khách. Thì dưới tầng 1 sẽ gồm có một phòng ngủ đấy, và khu vực bếp ở phía bên cạnh gara ô tô. Đây là không gian hết dành chọn, không gian này không gian dành cho phòng khách các bạn nhé. Khách rất là rộng rãi luôn. Đó, phòng khách là 58 m² luôn, rất là rộng rãi. Tôi đang di chuyển ra phía ngoài để các bạn quan sát lại một lần nữa cái tổng thể không gian. Công trình đang bước vào giai đoạn thi công, xong cái phần thô rồi, bắt đầu hoàn thiện từ trên xuống dưới các bạn nhé. Đấy. Những bạn nào mà cần tư vấn thiết kế xây dựng thi công trọn gói
thì hãy liên hệ ngay với đơn vị Ancator theo số điện thoại hotline ở phía dưới video hoặc ở phía trên góc bên tay phải, thì các bạn sẽ nhận được nhiều các thông tin tư vấn thiết kế cho gia đình các bạn. Thì Ancator chúng tôi tự hào là đơn vị thiết kế và thi công. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ comment. Đấy là cái không gian ngôi tòa lâu đài nhỏ nhỏ. Đây là tòa lâu đài loại nhỏ, còn nhiều cái không gian nhà tòa lâu đài to hơn thì sẽ chia sẻ các bạn sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ancator nhé, để nhận được nhiều các cái không gian, các cái mẫu nhà và các công trình đang xây dựng, để các bạn có thêm những ý tưởng để xây dựng căn nhà mơ ước. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc mừng các bạn nhiều thành công trong cuộc sống.